Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức lễ xuất quân đội tuyển học sinh giỏi trung học phổ thông thành phố Cần Thơ dự thi cấp quốc gia năm học 2023-2024. Kỳ thi được tổ chức trong 2 ngày, 5 và 6 tháng 1. Thành phố Cần Thơ 60 thí sinh dự thi các môn toán học, ngữ văn, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tin học. Thí sinh tham gia phần lớn là học sinh trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng 59 em và một em học sinh trường trung học phổ thông Châu Văn Liêm. Đây là những học sinh giỏi đã trải qua nhiều kỳ kiểm tra thi khảo sát, đánh giá, trong đó có kỳ thi chọn đội học sinh giỏi cấp thành phố do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức. Kỳ thi năm nay, thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu phấn đấu đạt 36 giải, tăng 8 giải so với kỳ thi năm trước.